tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị và các bạn, không biết là hôm nay bà Tân Vlog nấu món gì khổng lồ, và cũng không biết là Lộc Phụ Hồ hôm nay đi tán gái ở đâu, không biết là qua Mỹ Đình hay là qua Nhật Tân để tán gái ạ. Nhưng ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 và là cái phiên bản hatchback số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 và là nhập khẩu ạ. Được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2014. Chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn mà hỏi về đời xong lại hỏi về giá thì xác định là chúng ta chia tay nhau ngay thôi ạ. Nhưng quý vị và các bạn hãy xem chi tiết về chiếc xe này mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 1 vạn km thôi ạ. Cụ thể là chiếc xe này mới lăn bánh được 1 vạn 7 km thôi. Tất cả còn rất là mới ạ. Đến chưa có một vết xước nào ấy. Nói thật sự là nó như một chiếc xe mới luôn. Chúng tôi mua chiếc xe này là chúng tôi cũng chỉ vì là mua bán về cái chất lượng chứ không nói về đời. Nếu như quý vị nào mà quan tâm đến hỏi về đời xong lại hỏi về giá thì chắc chắn là chúng ta không gặp được nhau ạ. Vì chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi, mà chiếc xe được sản xuất năm 2014. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 1 vạn km thôi. Tất cả nó còn nguyên bản như mới. Tất cả chiếc xe này nó còn như mới từ cái nước sơn zin. Và cái chiếc xe này thì tôi nói thật với quý vị và các bạn, nó chưa một vết xước ạ, và tất cả còn nguyên bản hết. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị rất là đầy đủ rồi. Hyundai cũng đã trang bị chiếc xe Accent 2014 này là đầy đủ rồi. Từ đèn pha, đèn gầm đến cửa nóc, tất cả đều đầy đủ hết cả rồi. Và chủ xe về cũng đã lắp thêm từ cảm biến lùi cho đến chiếc màn hình Android giải trí đa phương tiện ạ. Quý vị các bạn đi xe thì sử dụng cái màn hình Android này bây giờ là công nghệ 4.0 rồi. Chủ xe cũng đã đưa phần công nghệ 4.0 đến chiếc xe Hyundai Accent 2014 của mình rồi ạ. Chiếc màn hình Android này là giải trí đa phương tiện. Tí nữa tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cụ thể về tất cả về chiếc xe này ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục xem màn hình của quý vị và các bạn để xem chiếc xe Hyundai Accent 2014 này. Tôi nói nó còn mới và nó còn đẹp thì quả đúng như những lời tôi nói không ạ? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem ạ.
vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Mm-hmm.